kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay một ngày rất là đặc biệt, à, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc tướng Lê Minh Đảo ở tại phòng thu hình của bản tin Hoa Tình Đốn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp xúc với lại tướng Lê Minh Đảo để nhằm tìm hiểu về cái vai trò của một vị chỉ huy về hành chính của các tỉnh trong thời kỳ mà tướng Minh Lê Minh Đảo giữ những cái vai trò quan trọng đó ở tại các tỉnh giống như là Long An, Chương Thiện và Mỹ Tho. Và kế tiếp đó thì chúng tôi sẽ tìm cách để mà so sánh khi mà chúng ta à, giữ một cái giờ hành chánh hoặc là tướng Lê Minh Đảo giữ giờ hành chánh thì nó có sự khác biệt như thế nào đối với một cái người sĩ quan chiến trường, tư lệnh chiến trường, điều binh khiển tướng của sư đoàn 18 và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với tướng Lê Minh Đảo. Xin kính mời quý vị theo dõi. À, trước hết à, xin được kính chào ông. À, chào nhân. Yeah. À, tân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả nghe đài của SPTN DC. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà ông Lê Minh Đảo làm những cái chức vụ hành tránh thì rất là sớm. Ông có chia sẻ là từ lúc 30 tuổi là đã giữ một cái vai trò về hành tránh ở tại tỉnh Long An rồi, là tỉnh trưởng của tỉnh Long An. Kính thưa ông, ông có thể cho biết rằng là khi mà chúng ta giữ một cái vai trò hành tránh như vậy, ở lứa tuổi trẻ như vậy đó, thì cái vai trò, cái nhiệm vụ của ông và cái tuổi trẻ của người thanh niên Việt Nam thời bây giờ thì ông có cảm nhận như thế nào đối với cái chức vụ quan trọng như vậy? Đó? Dạ thưa ông. À, tôi xin trình bày là thế này cái đất nước mình không phải là cái nước nước thanh bình nhiệm vụ mà an dân cai trị đó là không phải của những cái người mà ở trong quân đội nhưng mà vì cái tình hình đất nước cộng sản đang xâm lấn thành ra để cho nó dễ dàng và hữu hiệu để mà điều động À, binh định phát triển, đó. cho nên từ chính phủ của Ngô Đình Diệm cho đến chính phủ của ông uh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, đều đặt ông Tỉnh trưởng làm cái người quân sự, một người quân sự là một người cấp sĩ quan, cấp tá lên đó. để mà nắm giữ hai cái vai trò đó, cái vai trò tiểu khu trưởng là chỉ huy các lực lượng quân sự ở đó yeah. và Đã điều điều hành cái vấn đề mà các cái nhiệm vụ bên hành chính về chính trị đó là như vậy nhưng mà cái tỉnh Long An nó có một cái vị trí về chiến lược cũng đặc biệt vậy thưa ông tôi xin nói để riêng cho nó dễ nè tôi nói tôi đã coi lần lượt tôi coi ba tỉnh là Thái và Long An tôi coi một phần từ năm 1963 tới tháng từ tháng năm 64 có những cái chính biến về quân sự này kia tôi không làm nữa thì tôi trở qua tôi à, trở về quân đội mà tôi coi các đơn vị trung tiểu đoàn trưởng trung đoàn phó chiến đoàn trưởng rồi tôi trở về tôi làm à, giám đốc cái trung tâm hành quân quân đoàn 4 rồi sau đó rồi tôi trở là tôi làm cái tỉnh trưởng ở dưới Trường Thiện năm 1967 tới 69 và năm 1969 cho đến năm 1972 đó thì tôi trở về tôi làm tỉnh trưởng ở cái tiểu khu Định Tường đó là tỉnh tỉnh Định Tường đó là tỉnh Bang Lề đó thì tôi xin nói thế này là mỗi một cái tỉnh như vậy đó nó có một cái sắc tái đặc biệt lắm không có tỉnh nào giống tỉnh nào có tỉnh lớn tỉnh nhỏ và có cái tỉnh quan trọng về quân sự có cái tỉnh quan trọng về vấn đề mà chính trị thì ba tỉnh tôi tôi xin nói chẳng hạn như cái tỉnh Long An đó đó là cái tỉnh Giang Đô cái tỉnh Giang Đô này nó quan trọng hồi trước ở tây nó có dính một phần của cái cái tỉnh trẻ lớn đó, nó nhập vô và cái tỉnh Long An à Tân An bên thủ uh, bình Lức, Thủ Thừa, Bình Phước, Tân Trụ, Rạch Kiến này đó. cái tỉnh này á nó dân chúng của mình ở đó đó, vừa cũng như là cũng như người thành phố thị thành nhưng mà cũng là cái người ở dưới đồng quê nó lẫn lộn nhưng mà đặc biệt cái chỗ này cái tỉnh này á là cộng sản nó bám vào cái tụ tụi đặt công thành tụi tình báo nó bám sát vào cái cái tỉnh Giang Đô này để, để đánh phá thành phố thật ra cái hạ tầng cơ sở của nó và những cái cái cơ sở chỉ huy lớn của tụi nó đều nằm ở đây hết tất cả đó là Long An. còn cái tỉnh chương thiện đó, là làm cái tỉnh mà tổng thống diệm rất hay là ông mới lấy những cái tỉnh những cái quận xa xôi của những cái tỉnh như là cần thơ sóc trăng rạch giá đó. ông ngắt mấy cái tỉnh mà xa mà mấy tỉnh không đi đến được đó ông làm cái tỉnh nghĩa là nó tóm đây cũng như ông đã cấm cái cọc cờ của mình ngay cái thủ đô của tụi nó ở trong Trương Thiện đánh phá tụi nó ngay từ mặt khu đó thành ra cái tỉnh Trương Thiện là một cái tỉnh có thể rất nặng nề về vấn đề quân sự mà mình thiếu thốn đủ thứ về vấn đề quân số trong đó mà tỉnh Trương Thiện bình định được là một sự rất khó còn cái tỉnh Mỹ Tho đó là một cái tỉnh lớn một cái tỉnh mà có thể nói là cái tỉnh bản lề bởi vì nó nó nối liền đó 16 tỉnh ở dưới Cần Thơ, ở dưới miền Tây mình, và những cái tỉnh ở miền đông và thành phố Sài Gòn nó rất quan trọng nó tới bảy quận tất cả và 98 xã đấy và dân số của nó miền năm năm trăm mấy chục là tới sáu trăm người dân ở trên đó thành đó cái tỉnh nó nó quan trọng về quân sự mà nó cũng quan trọng về vấn đề chính trị và vấn đề hành chánh rất nhiều đó thì mỗi người nó có khác như vậy mà tính thủ Tại sao mà lại đặt những người quân đội điều động ở để mà chỉ huy tất cả các tỉnh. Vì thấy rằng cái vấn đề an ninh, bình định, phát triển là một cái chuyện nó hết sức quan trọng. Mà để cho một cái người quân sự mà nắm tất cả vừa bình định phát triển với quân số, với, với, với quân, quân đội ở tại đó và tất cả những cán bộ bán quân sự bình định à, là là cán bộ xây dựng nông bộ thôn. xây dựng nông thôn dạ. rồi binh cảnh, cảnh sát quốc gia cảnh sát đặc, đặc biệt, biệt rồi, dạ. rồi, rồi bên cái cán hậu chánh đó tất cả những lực lượng bán quân sự đó, để mà làm một cái tổng lực trong cái vấn bình định đó, thì cần phải có một cái người mà chỉ huy thống nhất là một người quân đội nắm vững dễ dàng để mà điều động do đó, đó cái ông tỉnh trưởng thời đời của mình đó năm 1900 từ đời tổng thống diệm cho tới nói, nếu mà mình, nhận thức được cái vai trò của mình thì mình làm tiểu khu trưởng mình làm sĩ quan bình định nhiều hơn là mình làm tỉnh trưởng bởi vì ông tỉnh trưởng về cơ sở mà điều hành tất cả cái hành chánh ở địa phương đó, mình đã có các vị phó tỉnh trưởng người ta chuyên môn trong cái vấn đề để các trưởng ty ta làm mình để cho họ làm đó và mình có giám sát họ thôi cái đó là phần chuyên môn còn mình là mình bình định an ninh lãnh thổ và phát triển vấn đề nông thôn đó là nhiệm vụ của mình do đó thì trong thời gian mà tôi làm thường thường là tôi mặc bộ đồ tư di tôi ít khi nào mà tôi mặc những cái bộ đồ mà chẳng hạn như mà như bây giờ thắt ra bát này kia chỉ có khi nào có lễ lập mà về về, về uh, tôn giáo hay là về chính uh, trị này kia tôi đi tiếp xúc dân chúng người nam đó thôi cái phần đông là mình làm những cái nhiệm vụ đó còn bây giờ tôi nói về lực lượng ở đó là sao lực lượng rất khó khó là chỗ này nè, cái người mà binh sĩ của mình ở đó đó là địa phương quân nghĩa quân đó, họ là cũng là những cái thanh niên của mình, tòng quân ở trong quân lực Việt Nam Cộng hòa của mình, mà một cái vai trò của họ được phân bổ đó là họ đặc biệt lo cái vấn đề an ninh lãnh thổ là trong khu vực cái tỉnh của họ, họ không đi ra ngoài tỉnh, nhưng mà mỗi ngày họ đều gặp những cái áp lực rất nặng nề của tụi du kích địa phương và của cái địa phương quân của nó và có đôi khi có tụ chủ lực nữa và có thể nói là họ liên tục họ chạm súng hầu như mỗi ngày chủ lực của mình các đơn vị sư đoàn đó, thì lâu lâu đó mình có cái nhiệm vụ mình khi tụi nó xâm nhập nó vô mấy cái đơn vị lớn đó, thì mình đánh cái chuyện đó tôi sẽ nói sao nhưng mà còn cái cái mà có thể nó một cái chiến trận xảy ra hàng ngày thì những anh hùng của địa phương là những anh em địa phương quân nghĩa quân họ đảm trách cái chuyện đó cũng như cái chuyện bình định xây dựng nông thôn của mình đó, là vai trò chủ lực đó là anh địa phương quân nghĩa quân tôi xin nói cái này nó thêm để cho quý vị rõ thế này khi mà khi mà mình có cái vấn đề mà mỹ nó gọi là vietnamization đó, là việt nam là hóa chiến năm quá chiến tranh lắm. thì chúng ta tăng cường quân số lên đó tăng cường quân đội thì lúc đó quân đội tăng từ bốn trăm hay năm trăm ngàn gì đó mình tăng lên thành một triệu mốt thì trong một triệu mốt đó quý vị nhớ là thế này là địa phương quân nghĩa quân đó đã tăng trên năm trăm ngàn còn chủ lực mình tăng đến đó là dưới 500 trăm ngàn, Thật ra cái số địa quân nghĩa quân nhiều hơn và tổng kết trong cuộc chiến tranh mà sự thiệt hại của của, của các chiến sĩ việt nam cộng hòa mình, đó, thì anh em địa phương quân nghĩa quân là những người chịu thiệt hại nhiều nhất, bị hy sinh nhiều nhất và bị thương thương tật nhiều nhất vì miền bảy và pháo kích của chúng nó và những cái cái chạm súng thường xuyên hàng ngày, đó thì công của anh em địa phương quân nghĩa quân rất lớn lao, cũng như công lao của những anh em cán bộ xây dựng nông thôn những anh cảnh sát quốc gia đặc biệt những chi khu đó rồi những cái cán bộ mà chưa hồi này kia làm để mà kia nó là rất là quan trọng mà chúng ta nên đề cao tất cả những người này để mà chúng ta biết yeah. kính thưa quý vị à, vừa rồi là phần 1 của chúng tôi với đại tướng Lê Minh Đảo à, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 2